Team game mới tới 2 game. Ngay khi cho ra mắt tướng mới, Quiana thì Riot Games tiếp tục khiến cộng đồng đứng ngồi không yên khi nhả hàng chế độ chơi mới tiếp theo trong Liên minh huyền thoại. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với update Liên minh huyền thoại. Riot ra mắt Auto Chess phiên bản LOL, trang phục biến đổi giới tính của tướng. Hiệu ứng hồi máu quá mất cân bằng, Riot nên ra mắt thêm trang bị vết thương sâu để khắc chế. Hiệu ứng hồi phục đang trở nên vượt quá tầm kiểm soát trong Liên minh huyền thoại khi có quá nhiều vị tướng, trang bị lẫn điểm ngọc bổ trợ cung cấp khả năng này. Chính vì cơ chế này trở nên quá mạnh làm cho các vị tướng trụ đường không mạnh bị bật bãi khỏi meta. Các game đấu giờ chỉ xoay quanh việc làm bốc hơi đối thủ trong 0,5 giây, bởi nếu không làm thế thì những vị tướng đó sẽ lại hồi máu như nước lã như chưa từng có cuộc ẩu đả xảy ra. Và giải pháp được xem là tốt nhất mà các game thủ nghĩ ra được là thêm những trang bị gây hiệu ứng vết thương sâu. Hiện tại, Liên minh huyền thoại chỉ có duy nhất hai món đồ gây hiệu ứng này là Quỷ thư Morello và Gươm đồ tể lười nhắc tử vong. Đây là con số quá thấp so với số lượng các trang bị ngọc có khả năng hút máu, hồi phục dựa trên sát thương kỹ năng hiện tại. Hơn nữa, trang bị sức mạnh phép thuật mang hiệu ứng này có giá lên tới 3.000 vàng, thậm chí đây còn là trang bị được lên thứ hai sau món đồ gây sát thương chính. Khi đó thì những vị tướng hồi phục mạnh kia đã snowball thành công rồi. Và rồi các vị tướng pháp sư sẽ chẳng thể làm gì được với những tướng như Silas, Aatrox khi chúng vừa cơ động, sát thương cao và hồi máu mạnh. Tương tự là trường hợp của gươm đồ tể khi hầu hết tướng gây sát thương vật lý đều không thể lên trang bị này sớm được. Các tướng sát thủ thì cần đồ sát lực, trừ giáp. Các tướng xạ thủ thì cần đồ chí mạng hay hiệu ứng đòn đánh. Vì thế mà những trang bị cho hiệu ứng vết thương sâu không phát huy hiệu quả, bởi lúc đầu hoàn thành thì đối tượng khắc chế đã quá mạnh và không thể khắc chế nổi. Chính vì vậy mà Riot Games cần thêm những trang bị tăng hiệu ứng vết thương sâu vào liên minh càng sớm càng tốt trước khi khả năng hồi phục trở nên ung thư quá đà và không thể kiểm soát. Một ý tưởng khá hay là thêm hiệu ứng này vào trang bị mặt nạ ma ám, ngọc quên lãng vì chúng là những mảnh quan trọng cần lên sớm của các trang bị lớn như trợ chứng sinh 9.12, quỷ thư Morello để các vị tướng pháp sư có khả năng khắc chế hồi máu từ sớm. Còn về phần những trang bị sức mạnh công kích thì có lẽ cần thêm hiệu ứng vết thương sâu vào kiếm ma Yumu. Thật vô lý với việc có thành phần ghép y hệt nhau mà kiếm ma Yumu và dạ kiếm Rakka lại có hiệu ứng khác nhau hoàn toàn như vậy. Liên minh huyền thoại ra mắt Auto Chess của riêng mình với tên gọi Đấu trưởng Chân Lý. Đấu trưởng Chân Lý là một chế độ chơi chiến thuật theo lượt nơi bạn sẽ đối đầu với 7 đối thủ khác trong một cuộc chạy đua nhằm xây dựng nên một đội hình mạnh mẽ nhất. Nhiệm vụ của bạn ư? Sống sót đến cùng là được. Chia sẻ về lý do tạo ra chế độ này, Riot cho biết đã được lấy cảm hứng từ chính Dota Auto Chess. Cách chơi. Bạn sẽ dùng vàng để chiêu mộ những vị tướng về đội mình. Trong xuyên suốt trận đấu, đội hình của bạn sẽ dần trở nên mạnh hơn với những vị tướng cùng nguồn gốc và phân lớp tướng. Thêm vào đó, bạn cũng có thể kết hợp 3 vị tướng giống nhau để tạo nên một phiên bản siêu cấp của vị tướng đó và kết hợp 3 vị tướng siêu cấp cùng loại để tạo nên một phiên bản tối thượng. Sau đó, đội hình của bạn sẽ di chuyển đến bàn cờ của một đối thủ và một đối thủ cũng sẽ đến nhà bạn. Sau đó thì trận chiến sẽ nổ ra. Trong suốt trận đấu, các vị tướng của bạn sẽ di chuyển, tấn công và dùng chiêu thức một cách tự động. Cũng như trong Liên minh huyền thoại vậy, bạn sẽ cần chọn một đội hình và sắp xếp vị trí các vị tướng sao cho hợp lý nhằm phát huy tối đa tiềm năng của bọn họ. Sau khi kết thúc mỗi vòng, game thủ sẽ nhận được vàng để sử dụng trong những vòng tiếp theo. Thỉnh thoảng, mọi người sẽ được tập hợp lại trong một sự kiện đặc biệt, nơi bạn sẽ được thoải mái lựa chọn những vị tướng trong một dàn tướng đã được định sẵn. Mọi người sẽ được chọn theo thứ tự đảo ngược so với vị trí của họ trên bảng xếp hạng, cho phép những người chơi đang thua có cơ hội lật ngược thế cờ. Giành thắng lợi trong những trận chiến để tránh bị mất máu, đồng thời gây sát thương lên đối phương. Người sống sót cuối cùng sẽ là người giành chiến thắng và đừng quên ném biểu cảm liên tục nhé. Little Legends. Cùng với đấu trường chân lý, Riot cũng sẽ giới thiệu một tính năng hoàn toàn mới dành cho Liên minh huyền thoại, Little Legends. Đám nhóc này sẽ là nhân vật đại diện của bạn trong đấu trường chân lý. Chúng sẽ nhảy nhót, ném biểu cảm, diễn mấy trò tấu hài hay khỏe mẽ. Sau một vài trận đấu đầu tiên, bạn sẽ nhận được Little Legends đầu tiên của mình. Sau khi nhận Legend miễn phí duy nhất của mình, bạn sẽ có thể mua thêm các chủng loại khác trong cửa hàng. Ban đầu sẽ có 6 chủng loại Little Legends như sau. Nếu vẫn chưa ấn tượng với đám Little Legends ở trên, hãy chờ đợi những chủng loại mới và mỗi phiên bản nhé, cũng như trang phục vậy đó. Thêm vào đó, với những ai thích chờ đợi một bất ngờ, Riot cũng sẽ có các loại trứng hiếm của Little Legends khác nhau. Các trứng này cũng sẽ nở ra các chủng loại Little Legends như trên, nhưng có thêm một thứ, nếu nở ra cùng loại mà bạn đã sở hữu,
chúng cũng sẽ được nâng cấp y hệt như các vị tướng trong trò chơi vậy. Chúng sẽ to hơn và có nhiều hiệu ứng đã mắt hơn. Nếu một chủng loại đã đạt đến cấp 3, nó sẽ không xuất hiện trong những lần nở trứng tiếp theo nữa. Đấu trường chân lý được dự kiến sẽ lên sóng máy chủ chính thức vào phiên bản 9.13. Bội phục, game thủ đạt kỷ lục 10 triệu điểm thông thạo Ash vẫn không thoát nổi bạc 4. Hẳn bạn đã vài lần gặp phải những người chơi có thông thạo cao ngất ngưởng, nhưng chắc chắn chưa bao giờ thấy được ai đạt ngưỡng 10 triệu cả. Vậy người chơi này là ai? Hơn 10 triệu điểm thông thạo Ash và vẫn ở mức rank bạc 4, người chơi Mihabe tại máy chủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tái xuất và khiến dân tình ngỡ ngàng khi trước đó còn đang 7 triệu, giờ đã nhảy vọt lên 10 triệu trong một thời gian ngắn. Mihabe thậm chí còn bỏ xa người xếp vị trí thứ 2 ở server Nga đến gần 2 triệu điểm thông thạo. Là một vị tướng lâu đời và có khả năng bám trụ meta cực kỳ tốt, Ash vẫn luôn là một sự lựa chọn tối ưu không chỉ trong chế độ đánh xếp hạng mà còn trong những trận đấu chuyên nghiệp với khả năng dồn sát thương cực khủng cùng lượng khống chế hoàn hảo. Ash là vị tướng được ưu ái xuất hiện trong chế độ luyện tập tân thủ vì sự đơn giản trong bộ kỹ năng. Đối với những bậc rank cao, Ash được sử dụng khá nhiều vì khả năng thả diều siêu hạng, kiêm khả năng phòng thủ và mở giao tranh cực bá đạo. Nhưng đối với những người chơi ở rank thấp, chỉ cần thả W cấu máu, R để bỏ chạy hoặc giật đối thủ và Q bắn trụ đã là một lối chơi hoàn hảo. Và đáng buồn thay, Mihabe lại thuộc về số người chơi đó. Chơi Liên Minh Huyền Thoại từ mùa 5 nhưng anh chàng bắt đầu đánh Ash ở mùa 6 với chỉ số 53 trận xếp hạng, 20 thắng, 33 thua. Tổng số trận ở 3 mùa 7, 8, 9 là hơn 3.000 trận. Và kết cục là mùa 5 vàng, mùa 6 đồng, mùa 7 đồng, mùa 8 bạc và hiện tại vẫn đang ở bạc 4 ở cả xếp hạng đơn và động. Một cái kết không biết nên thả Seth hay Aha cho Mihabe. Nếu muốn học hỏi và theo gót Mihabe, khuyên bạn chỉ nên học theo đam mê ấy thôi, đừng học thêm bất cứ thứ gì khác, bởi nhìn bảng ngọc đầy vấn đề của Mihabe đây này. Mọi chuyện vẫn ổn ở nhịp độ chết người, nhưng nếp qua nhánh phụ của ngọc chỉ số thì bó tay toàn tập. Có lẽ với niềm đam mê mãnh liệt như vậy, số điểm thông thạo Ash của Mihabe sẽ tăng lên theo tốc độ chóng mặt theo từng ngày. Tuy nhiên, ngày cập bến, best one charm của Mihabe chắc vẫn còn xa xăm lắm. Đã đến lúc Riot nên cân nhắc trang phục chuyển giới cho các tướng Liên Minh Huyền Thoại. Liên Minh Huyền Thoại đã trải qua chặng đường phát triển được chục năm. Trong thời gian này, rất nhiều thứ đã thay đổi. Điều dễ nhận thấy nhất là Riot ngày càng chăm chút tới đồ họa cũng như là trang phục cực chất dành cho hơn 140 vị tướng của mình. Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu những vị tướng được yêu thích như Zed, Yasuo có trang phục chuyển giới? Tức là khi mặc trang phục này, các tướng nam sẽ biến thành nữ và ngược lại. Đã từng có một chủ đề thảo luận về việc có nên có một trang phục cho phép chuyển giới tính cho nhân vật Liên Minh Huyền Thoại được đưa ra trên diễn đàn của Riot Games và thu hút rất nhiều người theo dõi. Phần lớn game thủ Liên Minh đều rất hào hứng với ý tưởng về một trang phục mà ở đó nhân vật sẽ có một giới tính khác. Điều này không phải là không có cơ sở, Liên Minh Huyền Thoại có rất nhiều vũ trụ trang phục, ở đó nhân vật sẽ có một thân phận khác nhau và biết đâu Riot Games có thể xây dựng một vũ trụ mới mà ở đó Garen, Darius sẽ là nữ. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng thiết kế những trang phục như thế này sẽ rất tốn công sức do phải có hẳn một bộ lồng tiếng mới và có thể Riot Games chưa muốn nghĩ đến. Song với cộng đồng thì không thể chờ đợi được, họ mau chóng đưa ra những tưởng tượng của mình về các nhân vật được chuyển giới. Liệu sau khi xem những thiết kế này, Riot Games có muốn biến nó thành sự thật không đây? Bạn nghĩ sao khi những anh hùng đầy nam tính trong Liên Minh bỗng chốc chuyển thành các cô nàng nóng bỏng với vòng một cực hot? Nghĩ thôi là đã thấy phấn khích rồi phải không nào? Nếu bộ skin này được ra mắt, đảm bảo sẽ bán đắt như tôm tươi cho mà xem. Trào lưu mới, đặt nick Liên Minh Huyền Thoại giống con gái để đánh dở không bị chửi. Vừa qua khi thay đổi tên trong Liên Minh Huyền Thoại giảm giá, đây là dịp để nhiều game thủ tìm những cái tên mới phù hợp hơn cho mình.
và nhiều game thủ nghĩ ra một trò mới, đó là đặt những tên nick giống tên con gái hay đặt để lừa tình. Và khi vào trận, họ cũng nhanh chóng chat để nói cho mọi người biết em là con gái, nhường em nhá. Ôi, cái mẹ gì vậy? Em giết được thằng rừng nó kìa. Tuy nhiên, chuyện lại thường diễn tiến theo một cách khá là khó xử khi những nick nữ tính này lại có kỹ năng chơi game không tốt lắm và thường là vít lòi mắt. Tới lúc đó thì họ cũng chẳng còn giữ nét nữ tính mà thẳng thường buông ra những câu khó nghe với đồng đội, thậm chí chửi thẳng mặt. Theo nhiều người, việc có game thủ nữ trong liên minh là không hiếm, tuy nhiên những game thủ đó thường ít khi chat chửi đồng đội vì họ khá kín tiếng. Còn những nick có tên con gái vốn dĩ là những người chơi nam nhưng trình độ thấp như mua nick hoặc nhờ đánh giúp đặt tên nick con gái để tránh bị đồng đội chửi khi đánh kém. Thế nên hãy cảnh giác với những account có tên đậm chất nữ tính trong trận đấu nhé. Biết đâu sẽ là một con cú có gai chính hiệu đấy. Và những thanh niên mê gái nhiều khi sẽ phải đánh đổi nhiều thứ hơn là một trận thua. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin update này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé. Cứu em kìa, lên anh ơi. Ôi hay quá anh ơi. Ồ ghê vậy. Cái đấy là cầm mắt xong lốc lấy kiểu mày chả lươn nói hiểu không? Vâng em biết cái chiêu, em biết cái chiêu chó treo mèo đậy đấy rồi. Mọi đứa con cái ta hơn tể con mẹ mày lại chửi người ta. Thôi em không chơi với anh nữa.